sự về chân phước André Phú Yên. André Phú Yên là ai? Cho đến nay vẫn chưa tìm thấy bút tích nào ghi lại tên thật của ngài. Chỉ biết ngài sinh năm 1625 tại Phú Yên, là con út của một phụ nữ tên thánh là Joanna. Ngài là một cậu bé mảnh khảnh nhưng tư chất rất thông minh, có óc phán đoán tốt và tâm hồn hướng thiện. Ngài được rửa tội vào năm 1641 bởi cha đắc lộ và lấy tên thánh là André, do đó gọi ngài là André Phú Yên. Hiện nay quê ngài thuộc giáo xứ Măng Lăng, giáo phận Quy Nhơn. Ngài gia nhập hội thầy giảng khi nào? Vào năm 1641, sau khi được rửa tội, thì André cùng với 9 người khác xin theo cha đắc lộ để phục vụ đức tin. Đây là nhóm thầy giảng đầu tiên ở đằng trong lúc bấy giờ. Ngày 31 tháng 7 năm 1643, cha đắc lộ đã chủ tòa lễ khấn của 10 thầy trước cổng đoàn dân chúa tại nhà thờ cửa Hàn. Các thầy đã khấn vĩnh viễn lời khấn khiết tình và vâng phục. Thầy và các bạn đã hết mình trong việc dạy giáo lý cũng như giới thiệu Chúa cho mọi người. Bất chấp những khó khăn và bắt bớ, chỉ trong vòng 5 tháng sau đó, các thầy đã rửa tội cho khoảng 600 người. Thái độ của André Phú Yên khi bị bắt và bị xử tử. Thầy André trẻ tuổi, thanh thản và vui mừng vì được chịu đau khổ cùng với Đức Kitô. Lời nguyện mà thầy lặp đi lặp lại cho đến hơi thở cuối cùng là: chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp trả tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Hãy lấy mạng sống đáp trả mạng sống. Khoảng 5 giờ chiều ngày 26 tháng 7 năm 1644, thầy bị dẫn đi hành quyết. Theo thói quen tại đây, cha đắc lộ xin được phép trải một tấm chiếu dưới người thầy André để hứng lấy máu thầy. Nhưng thầy André không muốn nhận điều ấy. Thầy muốn máu mình thấm xuống đất, để giống như máu cực trọng Chúa Kitô đã đổ ra. Trong khi đó, thầy André nhắn nhủ các Kitô hữu hiện diện: hãy luôn kiên vững trong đức tin, đừng buồn phiền vì cái chết của thầy, và hãy giúp lời cầu cho thầy được trung thành tới cùng. Thầy André bị xử tử như thế nào? Cuộc hành quyết thầy André được thi hành bằng mấy nhát lao đâm thấu cạnh sườn bên trái. Và khi một người lính sắp dùng đao chém đầu thầy, thầy đã lớn tiếng kêu lên: Giêsu! Cho tới hơi thở cuối cùng, thầy André đã chứng tỏ lòng kiên trung trong việc chấp nhận dâng hiến cuộc đời vì đức tin. Thầy cũng là vị tử đạo tiên khởi ở đằng trong lúc bấy giờ. Thầy được phong chân phước khi nào và chúng ta có thể tóm kết điều gì về cuộc đời của thầy? Thầy giảng André Phú Yên được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong chân phước vào ngày 5 tháng 3 năm 2000. Nhắc đến André Phú Yên là nhắc đến một người trẻ 19 xuân xanh, một thầy giảng tin khởi can trường sống chết vì đức tin, một mẫu gương về các kỹ năng sống cho giới trẻ công giáo, đặc biệt cho các bạn giáo lý viên. Và ngày nay, các hội đoàn giáo lý viên Việt Nam đã nhận ngài làm bổn mạng.